Hoạt động đầu tư xây dựng của Lào Cai trong năm 2020 gặp nhiều khó khăn. Với những giải pháp đột phá trong quản lý nhằm bù đắp tăng trưởng cho các ngành dịch vụ bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, kết quả giải ngân của tỉnh thuộc top đầu của cả nước. Phóng sự sau đây sẽ cho thấy rõ hơn về hiệu quả trong giải ngân vốn đầu tư công Lào Cai đạt được trong năm 2020. Công trình xử lý nước thải khu công nghiệp Tàng Lòng, huyện Bảo Thắng sử dụng nguồn vốn đầu tư công 170 tỷ đồng sau 3 năm tiến độ triển khai y hạch, thực hiện chủ trương của tỉnh thúc đẩy giải ngân đầu tư công. Dự án này đã có những đột phá về tiến độ để hoàn thành trong năm 2020. Đây là một trong 9 dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công về đích đúng thời hạn trong năm 2020 tại Lào Cai. Đến thời hạn mà giải ngân mà không đạt theo quy định của tỉnh, thì tỉnh có thể điều chuyển nguồn vốn cho công trình khác hoặc điều chuyển chủ đầu tư hoặc là điều chuyển cái cán bộ quản lý dự án. Tổng vốn đầu tư của Lào Cai được giao trong năm 2020, bao gồm cả vốn kéo dài năm 2018 và 2019 chuyển sang, là gần 5.500 tỷ đồng, với chính sách quyết liệt trong việc giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà thầu. Kết thúc năm, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh đạt 94%, thuộc tốt đầu cả nước. Trực tiếp để chỉ đạo và điều hành và hàng tuần, hàng tháng đều phải có cái báo cáo và kịp thời tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc liên quan đến cái việc giải ngân của các cái nguồn vốn. Lào Cai cũng có một cái ban quản lý dự án ODA riêng trực thuộc tỉnh. Thì tôi cho rằng cái mô hình đấy hiện nay thì là một trong những cái mô hình mà Lào Cai hiện nay đang thành công trong cái việc là quản lý sử dụng một cách có hiệu quả các cái dự án của của ODA. Cùng theo lãnh đạo tỉnh Lào Cai, mục tiêu của tỉnh là lấy đầu tư công dẫn dắt các nguồn lực đầu tư phát triển xã hội. Theo tính toán, một đồng ngân sách bỏ ra sẽ thu hút được từ 7 đến 8 đồng đầu tư tư nhân. Chú trọng đầu tư vào hạ tầng, nhất là lĩnh vực giao thông sẽ là giải pháp khôi phục kinh tế để tạo ra những bước đột phá mạnh mẽ của Lào Cai trong năm 2021 và cả giai đoạn tới.